Cô chủ. Cô chủ à, sao cô chủ say xỉn dữ vậy? Mày tránh ra đi, tao không có cần ai giúp đỡ tao hết. Cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ đi về nhà đi cô chủ. Chắc là người nhà đang đợi cô chủ đó. Tao không cần. Người nhà tao đợi tao. Mày lầm rồi. Không ai đợi tao hết. Đối với họ, tao là thằng xấu xa, thằng độc ác. Ai mà chờ đợi tao? Chắc cậu giận cậu nói vậy thôi. Chứ tôi thấy ông bà chủ, cô hai, cô quản gia, tất cả mọi người á đều thương cậu mà. Tao đã nói mày là thằng ngu, mày không biết gì hết. Thương tao hả? Vì tao thương tao, vì gia sản mà tao sẽ làm chủ. Còn ba tao, ông thương tao là vì nhớ tới má tao. Chị hai tao thương tao là vì bà giả bộ với ba tao thôi. Không ai vì tao hết, mày hiểu không? Tao cứ tưởng con nhỏ Ngọc Bích nó hiểu tao, nó tốt với tao là vì tao, chứ không phải là vì cái gì khác. Vậy mà nó cũng giống như những người khác mà thôi. Không phải hiểu tao hết, không phải tin tao hết. Tao có sửa đổi như thế nào? Trong mắt của họ, tao cũng chỉ là thằng tồi tệ, không ai tin tao hết. Cậu chủ, tôi tin cậu mà. Mày tin tao? Mày tin tao sao? Mày biết cái mẹ gì mà tin tao? Tôi biết cậu rất thương Ngọc Bích, cho nên cậu không thể làm hại má của cổ được. Mày mới nói gì? Cậu chủ, thôi được rồi, để tôi đưa cậu về.